Hôm nay mời các bạn cùng XTV điểm qua update kịch bản 4 ship 1 của LCK tại chung kết thế giới 2024. Riot muốn đưa nhịp độ chết người trở lại. Maidora bị déo tên vì ma thuật đen. Riot dự định mang nhịp độ chết người quay lại. Bị xóa ở 14.10, từ đó đến nay, việc vắng mặt viên ngọc chủ chốt nhịp độ chết người đã tạo ra những thay đổi cực rõ nét trong liên minh. Theo đó, các carry phụ thuộc nhiều vào tốc đánh như Jinx, Kog'Maw, Varus, Caitlyn trở nên yếu hơn phần nào và phải tìm lối đi mới để thích ứng. Còn các đấu sĩ như Yone may mắn vẫn còn chinh phục nên chỉ phải thay đổi đôi chút. Tuy vậy, có vẻ meta đảo chiều không đồng ý Riot lắm. Nên trong một phỏng vấn độc quyền cùng thị trường Trung Quốc mới đây, các đại diện Riot cho biết họ đang rất muốn mang nhịp độ chết người quay lại. Tuy vậy, họ cũng rào trước là đợt trở lại này sẽ có thay đổi lớn, khiến nhịp độ không quá bá đạo trên một vài tướng, đơn cử như Yone. Còn với các tướng khác thì nó chỉ là một trong các lựa chọn tình thế. Cùng chờ xem Riot sẽ sửa gì để nhịp độ chết người không rơi vào sai lầm chí tử trong quá khứ. Chovy nhận điểm thấp thảm thương ở ván quyết định, còn bị đào lại nỗi đau. Tại chung kết tổng LCK hè 2024, trước một Zeka nổi tiếng với các tướng đầy biến ảo, hay đàn anh, đồng đội cũ Peanut, Chovy tất nhiên vẫn được xem là trụ cột số 1 của Gen.G. Khả năng farm của Chovy vẫn không suy suyển, và bản thân anh đã thi đấu khá tốt khi được cầm các tướng vốn quen tay như Corki hay Smolder. Tuy nhiên, trong cả 5 ván trước Hàng Quan Lại Esports, Chovy đã cho thấy anh không bằng được Zeka, nhất là vào giai đoạn quan trọng. Theo đó, trong ván quyết định, Corki của Chovy vẫn farm rất nhiều và là một trong hai tuyển thủ farm nhiều nhất bản đồ, người còn lại là Paige. Nhưng chính Chovy cùng Paige lại là hai cái tên gây thất vọng nhất của Gen.G. Cả hai lần lượt bị chấm 3.7 và 5.7 điểm cho màn trình diễn của mình. Riêng Chovy, dù tổng điểm của anh cao nhất trận, nhưng ở ván 5, anh lại bị chấm điểm thấp nhất theo khung của độc giả Hupu, chỉ vỏn vẹn 2.5 điểm. Corki của Chovy ở ván quyết định không có nổi bất kỳ mạng nào và nằm ít nhất 3 lần, trong khi Yone của Zeka thậm chí còn chẳng bị hạ gục. Không chỉ bại trận và mất ngôi vô địch, Chovy còn bị khán giả đào lại vết thương. Bởi lẽ trong sự nghiệp của mình, nhất là từ khi khoác áo Gen.G, Chovy chỉ thua Zeka đúng 2 trận, nhưng đó đều là 2 trận mang ý nghĩa rất lớn với sự nghiệp của cựu sao từ chính nhà Hàng Quan Lại. Đầu tiên là trận thua trước Dragonix của Zeka năm 2022, khiến thành tích tốt nhất của Chovy tại chung kết thế giới tính đến nay chỉ là vào bán kết. Và trận thua thứ hai chính là trận chung kết tổng hôm qua. Có thể nói, T1 là kỳ phùng địch thủ của Gen.G, nhưng Zeka mới là vật cản lớn nhất trên con đường hoàng kim của Chovy. Hàng Quan Lại Esports lên ngôi, fan LCK bắt đầu nghĩ về kịch bản 4 ship 1 tại chung kết thế giới. Hồi chung kết thế giới 2022, tuyển thủ DOMB từng nhận định LPL tham dự với 4 đội seed 1. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh các đội liên minh xứ Trung đang thống trị thời điểm đấy với các chức vô địch liên tiếp. Giải đấu năm đó, LPL có 4 đại diện gồm đương kim vô địch thế giới Edward Gaming, đương kim vô địch MSI Royal Never Give Up, cùng với đó là quán quân và á quân LPL hè 2022 JD Gaming và Top Esports. Rõ ràng, nhận định của DOMB đều dựa trên thành tích thực sự. Nhưng việc các đội này lần lượt thất bại ở chung kết thế giới 2022 khiến cụm từ 4 ship 1 trở thành meme trong cộng đồng liên minh. Tuy nhiên, trước thềm chung kết thế giới 2024, nhiều người đã gợi nhắc cụm từ này, cho rằng LCK cũng có thể mang đến giải 4 đại diện tương tự. Đầu tiên, hạt giống số 1 chính thức của LCK là Hàng Quan Lại Esports, nhà vô địch LCK hè 2024. Tiếp theo là Gen.G, đương kim vô địch MSI. Ngoài ra, đương kim vô địch thế giới là T1 cũng được cho là có khả năng cao giành vé qua vòng loại khu vực. Đại diện còn lại được nhiều người kỳ vọng là KT. Dù không có thành tích quá nổi bật,
nhưng KT chính là tập thể duy nhất đánh bại được cả Genji, Hangola Esports và T1 trong năm nay. Do đó, nếu T1 và KT vượt qua vòng loại khu vực, thì đây sẽ là viễn cảnh 4 seed 1 mà nhiều người nghĩ tới. Vòng loại khu vực LCK sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều thứ Năm ngày 12 tháng 9 với trận nhánh trên giữa T1 và DK. Đội thắng sẽ giành vé đi chung kết thế giới với suất hạt giống số 3. Cùng giờ ngày hôm sau, 13 tháng 9 là cuộc đối đầu giữa KT và Phoenix. Đội thắng sẽ tiếp tục cạnh tranh với đội thua ở cặp đấu trước để giành suất hạt giống số 4. Trận này diễn ra lúc 13 giờ thứ Bảy ngày 14 tháng 9. Genji vừa bại trận, Madora lại bị xéo tên vì ma thuật đen. Đây được coi là thất bại thứ hai của Chovy và đồng đội trong năm nay, bởi trước khi đến với cuộc chiến tranh chức vô địch mùa hè, Genji cũng đã trắng tay tại Esports World Cup vừa qua. Lúc này, cộng đồng bỗng xéo tên MC Madora vì ma thuật đen của cô. Chi tiết hơn về vụ việc thì dù đã rời xa vai trò MC VZ, nhưng Madora vẫn thường xuất hiện trong các sự kiện Esports. Đặc biệt gần đây, cô có buổi phỏng vấn riêng với các tuyển thủ từ VZ đến quốc tế. Đây được coi là nội dung chuyên sâu giúp khán giả hiểu thêm về các tuyển thủ từ đấu trường đến đời sống cá nhân. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, những cái tên được Madora phỏng vấn đều nhận thành tích không mấy khả quan. Đầu tiên là Ruler. Sau cuộc phỏng vấn cách đây 5 tháng với Madora, anh và đồng đội tại JD đã hoàn toàn trắng tay trong năm 2024, phải ngồi nhà xem chung kết thế giới. Đây được coi là bước lùi khá lớn của Ruler so với 3 chức vô địch của anh ngay mùa giải trước. Tiếp theo là Ares của Team Secret, siêu tân binh của VZ cũng được Madora phỏng vấn ngắn. Kết quả, đến VZ mùa hè năm nay, Ares và đồng đội đã hoàn toàn bại trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Team Wells. Tiếp đến là Milky Way của FunPlus Phoenix, người đi rừng mới nổi tại LPL, cũng tham gia phỏng vấn với Madora trong mùa hè này. Và chỉ ít giờ sau khi video phỏng vấn được đăng, FunPlus Phoenix đã bay màu khỏi playoff LPL. Sau cùng là Genji. Madora đã phỏng vấn đội trong buổi fan meeting tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 5 vừa qua. Kết quả, Genji không những thua thảm ở Esports World Cup mà còn vừa đánh mất luôn chuỗi vô địch LCK. Vì nguyên nhân này, Madora đang bị rất nhiều người réo tên vì ma thuật đen. Ngay trên fanpage, cô cũng để lại bài viết hài hước. Mị thực sự đang trốn trong góc phòng niệm Phật. Nỗi oan này, mị không cam tâm. Trải nghiệm Black Myth Wukong, em trẻ bị boss hành hơn 3 tiếng, sọc cũng an ủi. Dù được biết đến là streamer, tuyển thủ hàng đầu của đấu trường chân lý Việt Nam, song em trẻ cũng rất biết cách tạo content khi trải nghiệm game mới. Điển hình gần đây, anh đã bắt trend với siêu phẩm Black Myth Wukong. Sau khi nâng cấp sàn PC khủng, nam streamer khiến khán giả vô cùng hào hứng. Thế nhưng, con đường thỉnh kinh của em trẻ lại cực kỳ gian nan. Chẳng hạn tối qua, em trẻ đã mắc kẹt gần 3 tiếng trong bất lực. Được biết, kẻ thù ác đã cầm chân nam streamer không phải một con boss siêu khó nào, mà thực tế chỉ là con gấu hắc hùng tinh mà thôi. Đây được cho là một boss khá dễ, dù vốn là trùng cuối chương 1 với các đòn thiêu đốt cực khó chịu. Tuy nhiên khi thuộc moveset rồi thì con gấu đen hung tợn này cũng thành gấu Misa thôi. Trước đó, các streamer Việt Nam đều đánh bại boss này khá dễ, nhưng tới em trẻ, con gấu lại như hóa rồng hóa hổ, liên tục hành hạ nam streamer. Cứ tưởng sẽ có một tối chủ nhật vui vẻ, nhưng hắc hùng tinh đã phá tan giấc mộng đẹp của em trẻ. Sau hàng chục lần thử và thất bại, nam streamer phải cầu cứu sự trợ giúp và cuối cùng đã thành công ở lần giao tranh thứ 50. Thậm chí, buổi stream chật vật của em trẻ còn khiến vua trò chơi sọc phải dừng chân ghé thăm và để lại bình luận khích lệ. Dù mất tới gần 3 tiếng để vượt hải, song em trẻ vẫn rất lạc quan và vui sướng khi thành công diệt boss bằng chính sức mình. Vậy mới thấy, Black Myth Wukong không phải một tựa game dễ chơi như nhiều người lầm tưởng. Game cũng tạo ra nhiều thử thách rất khó nhằn và khiến người ta muốn bỏ cuộc. Ca khúc chủ đề chung kết thế giới 2024 sẽ do Linkin Park trình diễn. Suốt những năm qua, Riot vẫn thường bị trêu là công ty làm nhạc, làm phim. Điều này chứng minh khả năng ra mắt các sản phẩm âm nhạc cũng như MV đỉnh cao của công ty này. Những Popstar, Warriors, Rise
Legends Never Die đã vượt ra khỏi giới hạn của làng game, trở thành những ca khúc vô cùng nổi tiếng trên thế giới với hàng trăm triệu view. Bởi vậy, rất nhiều người đang đặt kỳ vọng lớn vào ca khúc chủ đề của chung kết thế giới năm nay. Thông thường, ca khúc chủ đề sẽ được ra mắt khoảng 1-2 tuần trước giải, mà chỉ 3 tuần nữa thôi là chung kết thế giới 2024 sẽ khởi tranh. Thế nên đây cũng là thời điểm mà Riot đang thả thính về ca khúc mới. Lúc này, có rất nhiều người cho rằng ban nhạc huyền thoại Linkin Park sẽ trình diễn ca khúc năm nay. Nguyên nhân vì mới đây, fanpage chính chủ LOL Esports đã để lại một biểu tượng vương miện trên fanpage Linkin Park. Ngược lại, Mai Shinoda, thành viên gạo cội của nhóm, cũng để lại một biểu tượng lửa cháy trên trailer Arcane mùa 2. Vậy nên nhiều người nghi ngờ Linkin Park sẽ trình diễn ca khúc chủ đề cho chung kết thế giới năm nay hoặc một ca khúc nào đó cho Arcane mùa 2. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!